một lô phôi giấy Mỹ nha mọi người. Mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại là 0829160355, cũng là số Zalo của em luôn ạ. Em xin vô cây đầu tiên có mã số là 39. Cây này đế quá nha mọi người. Hoành em đo trên đây là 20 ạ. Chiều cao là 29. Kính bầu là 13. Mã số 39 em xin giao lưu là 350.000, em bao ship. Cô chú anh chị liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em nha, đừng có nhắn tin trên cái video này không thấy à. Em có trả lời liền nha mọi người. Hoặc là nhắn Zalo thì em trả lời liền à. Rồi mã số 40. Cây này đế lực nha mọi người. Hai cộng đế lực nha. Hoành thân ở chỗ này là 37. Ủa, hoành thân 17. Chiều cao là 36. Kính bầu 14. Kính bầu 14 nha. Mã số là 40. Em xin giao lưu là 350.000. Hoành thân cây này là 13. Cao là 37. Kính bầu 15. Mã số 41. Em xin giao lưu là 300.000, em bao ship. Mã số 42. Em đo vị trí này là 18,5. Cao là 58. Kính bầu 20. Mã số 42. Em xin giao lưu là 350.000, em bao ship. Số 43. Mã số 43, em xin giao lưu là 350.000, em bao ship. Rồi mã số này 46 đi mọi người ơi. Mình nhảy mã rồi. Cây này 46 nha. Đế quá nha mọi người. Này chỗ này có bị chạy da chỗ này nha. Hai cái đốm trắng trắng này là chạy da nha mọi người. Bên đây cũng có nữa. Chạy da ngoài không sao hết nha mọi người. Hoành chỗ này là 16. Cao nó là 32. Kính bầu 15.
số 46 em xin giao lưu là 350.000 em bao ship. Mã số 47. Cô chú anh chị nghe kỹ mã số em nói chốt đúng mã em mới gửi đúng cây được nha mọi người. Cây này là 47. Quành chỗ này là 14. Cao là 50. Kính bầu 11. Cây 47. Em xin giao lưu là 300.000 bao ship. Quanh đo chỗ này là 17. Chiều dài là 39. Kính bầu 13. Mã số 48. Em xin giao lưu là 350.000 bao ship. Mã số 49. Cây này to nha mọi người, có hai cọng đế lực nha. Quành em đo chỗ này là 24, cao là 47, kính bầu 19. Mã số 49. Em xin giao lưu là 550.000 em bao ship. Cây 49 nha mọi người. Mã số 50. Chỗ trắng trắng này là bị chày da nhẹ nha mọi người. Đây, ở trên đây cũng bị chày da nha. Cái sao em báo vậy nha mọi người. Đây, quành em đo chỗ này là 15, cao là 50, kính bầu 16. Mã số 50. Em xin giao lưu là 500.000 em bao ship. Mã số 51. Quanh đo chỗ này là 16. Cao là 52. Kính bầu 20. Mã số 51. Em xin giao lưu là 450.000. Số 52. Em có cộng rễ này á mọi người, về vô chậu lắp cát vô giúp em nha. Mã số là 52. Quành em đo chỗ này là 20. Cao là 42. Kính bầu là 18. Mã số 52 em xin giao lưu là 550.000 em bao ship. Mã
đế đẹp nha mọi người. Quanh em đo chỗ này là 16. Đây, chỗ này bị chạy chỗ này nha mọi người. Quanh 16. Cao là 40. Kính bầu 19. Đây, chỗ này bị chạy nhẹ chỗ này nhưng không sao nha cô chú anh chị chỗ này. Cây 53. Em xin giao lưu là 550.000 bao ship. Mã số 53. Chỗ này bị chạy nha mọi người đây. Chỗ nào chạy em báo hết nha cô chú anh chị trên đây nữa ha. Quanh thân chỗ này là 16. Cao là 34. Kính bầu 13. Đây mã số là 54. Em xin giao lưu là 350.000 em bao ship. Cây 54 nha. Rồi mã số 55. Cũng bị chày dẹ nhẹ một số chỗ nha mọi người. Chày một số chỗ chạy nhẹ thôi. Quanh em đo chỗ này là 22. Cao là 64. Kính bầu 15. Mã 55. Em xin giao lưu là 550.000 em bao ship. Quanh thân chỗ này là 15. Cao là 40. Kính bầu 17. Đây, chỗ này nó bị tét nhánh nè. Mọi người đây. Nhánh nó bị tét. Mã số là 56. Em xin giao lưu là 500.000 em bao ship. Cái này đế quá nha mọi người. Đây mấy đốm trắng trắng là bị chạy ra nhẹ nhẹ thôi nha mọi người đây. Mọi người thấy không? Bông giấy Mỹ là dễ bị chạy ra, mong cô chú anh chị thông cảm nha. Rồi, quanh chỗ này là 16. Cao là 35. Kính bầu 13. Mã số 57. Em xin giao lưu là 550.000 bao ship. Cây 58 cũng là cây cuối cùng của clip mà. Này cô chú anh chị thấy ha, trắng này là bị chạy ra nhẹ nhẹ. Quanh ra chỗ này là 17. Cao là 45. Kính bầu 15. Mã số 58. Em xin giao lưu là 400.000 bao ship. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Mong được sự ủng hộ của mọi người. Qua số điện thoại là 0829 160355.